về chen uh, meme coi ngày hôm nay uh, Pepe thì uh, ngày hôm qua ấy, thì những cái đồng uh, Min coin thuộc, uh, thuộc 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 uh, hệ sinh thái của sonana uh, tăng tốt lý do là ngày hôm qua là sonana đã có cái đơn uh, phê duyệt sonana etf đúng không uh, Hôm qua thì uh, Pepe gần như là đi ngang này uh, chỉ có bon các bạn bon thì hôm qua tăng tốt đấy nói rồi Lý do là cái đồng bon này là ngày hôm qua là được có cái tin tốt ấy liên quan đến đồng Solana và bon ngày hôm qua đã tăng 12 13%. Floki những cái đồng mà nó không được hưởng hưởng lợi ý, từ cái tin liên quan đến Solana ấy thì gần như là hôm qua là tăng ít hoặc là cũng cũng gần như là đi ngang thì Floki chắc chắn là không được cái tin tốt từ 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 bon rồi, Dogwit cũng thế, Dogwit thì uh, vẫn là xuống, nó, nó đã phá được cái trên giảm này các bạn này, uh, not này, not cũng uh, tương tự nó đi ngang thì thấy đánh giá là not vùng này cũng có thể gom được, miro, uh, miro thì hôm qua bật lên nhưng mà bắt đầu miro chỗ này vẫn là điểm gom đấy các bạn, bobe, bobe thì chắc chắn là được hưởng lợi từ, ấy rồi, hôm qua bobe tăng tận 18%. Bread đấy Bread cũng có tín hiệu tích cực rồi People People cũng có tín hiệu tích cực ở đây